lô đất chủ đang kênh tiền giảm giá bán gấp. Đất thuộc xã Bầu Lâm, diện tích là ngang 20, dài 93m, đất phù hợp 100%, giá chỉ có 100 triệu đồng một mét ngang. Mời các chị đón xem. Mến chào tất cả các anh chị. Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bất Động Sản Quang Linh. Bất Động Sản Quang Linh kính chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và thành công trong cuộc sống này. Hiện tại em đang di chuyển trên con đường nhựa trục chính thuộc ấp Hai Tây, xã Bầu Lâm, huyện Xín Mọc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ở một khu vực nhà cửa xây dựng rất là nhiều. Và trong video này, em sẽ giới thiệu cho anh chị một lô đất thích hợp cho anh chị làm nhà vườn hoặc đầu tư. Diện tích là ngang 20, dài 93m, đất phủ hồng 100%, giá chính chủ ký gửi là 100 triệu trên một mét ngang. Tổng tiền nguyên lô là 2 tỷ các chị. Hiện tại chủ đang kênh tiền nên giảm giá bán gấp các chị. Từ vị trí này chúng ta đi thẳng 1,5 km sẽ đến lòng hồ sông Rây. Và bây giờ em sẽ rẽ phải, di chuyển 100m sẽ đến vị trí của lô đất. Vị trí của lô đất rất tiềm năng các chị. Đất phủ hồng 100%, gần với vị trí lô đất nhà cửa xây dựng cũng khá là nhiều rồi, nên lô đất này rất hợp cho anh chị đầu tư hoặc làm nhà vườn. Và trên màn hình đã xuất hiện vị trí chính xác của lô đất mà em muốn giới thiệu cho các anh chị trong video này. Ranh giới của lô đất các chị xác định từ hàng cọc, kéo qua phía tay trái là ngang 20, dài 93m, đất phù hợp 100%, giá chính chủ ký gửi là 100 triệu đồng một mét ngang. Tổng tiền của lô đất là 2 tỷ các chị. Em đã kiểm tra quy hoạch lô đất này, đất phủ hồng 100%. Và đây là sổ hồng riêng của lô đất, đất chúng ta có hướng Bắc. Diện tích công nhận trên sổ là 1.860,5m2, gần 2 sao, giá chỉ có 2 tỷ, rất thích hợp cho chị đầu tư hoặc làm nhà vườn. Và phía sau lô đất là nhà dân. Đường trước đất là đường đá xanh, con đường thông. Con đường này là con đường đá xanh, rộng 5m, chuẩn bị làm nhựa. Cách trục chính ấp Hai Tây là 100m. Anh chị có thể nhìn ngắm lại lô đất chúng ta. Đất bằng phẳng, gò cao ráo, đất đỏ ba gian, rất là đẹp các chị. Gần với vị trí lô đất đã có nhà dân ở các chị. Em xin nhắc lại thông tin của lô đất trong video này. Diện tích là ngang 20, dài 93m, đất phủ hồng 100%, giá chính chủ ký gửi chỉ có 100 triệu trên một mét ngang. Tổng tiền nguyên lô là 2 tỷ các chị. Rất thích hợp cho anh chị làm nhà vườn hoặc đầu tư thuộc ấp Hai Tây, xã Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Anh chị xem video thấy lô đất này phù hợp với nhu cầu đầu tư và an cư lập nghiệp, các anh chị gọi ngay cho Bất Động Sản Quang Linh theo số điện thoại quen thuộc 0986 606 314. Em xin cảm ơn. Bất Động Sản Quang Linh những ký gửi nhà đất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các chị có nhà đất cần bán, vui lòng gửi sổ, giá, vị trí về số Zalo Bất Động Sản Quang Linh. Em xin dừng video này tại đây. Hẹn chị các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.